trên thế gian của cõi đời này không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vụn vụt, cứ thế vật đổi sao dời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bến giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển Hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương chạm trẻ đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi, mang theo nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời. Mẹ dạy cho con từ thuở nằm nôi, hai tiếng yêu thương xây đắp cuộc đời. Cha dạy cho con từ khi mới lớn, tình nghĩa vuông tròn một dạ sắc son, mang trọn niềm tin đi vào cuộc sống, dâng hiến đời cho ước vọng tương lai. Cha dẫn con đi trên đường hy vọng, mẹ dắt dìu con với một tâm cha ơi, thương cha mấy độ bể dâu, nắng mưa cha yêu dãi dầu, bao đêm thao thức canh thâu. Cha ơi, ơn cha cao sâu vời vợi, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bản thân mình xây dựng cho con. Mẹ ban cho con từng cụm sữa non, thao thức cầu mong con lớn. Cha ơi, thương cha mấy độ
dãi dầu, bao đêm thao thức canh thâu. Cha ơi, ơn cha cao sâu vời vợi, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát trùng khơi. Cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bạn thân mình xây dựng cho con. Mẹ ban cho con từng cụm sữa non, thao thức cầu mong con lớn. Oh,
nguyện hướng đến cổ hồ, nguyện phúc ứng âm hướng thọ thương thường thọ 92 tuổi và gót lên đường về quay Phật xa rời đau khổ trốn trần gian. Đường nguyện Đức Phật A Di Đà Phẩm Quang Thiện Độ Phương Hồn Nghệ Nam Mô Tiếp Dân Mô Tiếp Dân Mê Đạo A Di Đà Phẩm Nghệ Nam Mô Tiếp Dân Mô A Di Đà Oh,
Hãy
Sở xây dựng, cơ quan sở xây dựng, công đoàn cơ quan sở xây dựng do đồng chí Hoàng Hải Minh, tỉnh ủy viên, giám đốc sở làm trưởng đoàn vào viếng và dâng hương. Thank you.
thưa ban điều tra, kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí, kính thưa toàn thể ban diễn, đồng chí Nguyễn Phúc Công Nhân, tên thường gọi Nguyễn Phúc, sinh năm 1928, nguyên quán phường Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trú tại tòa nhà 23 đường Bộ Trung Lương, tổ dân phố 8, phường Phụ Hiệp, thành phố Huế, truy hiệu 70 năm tuổi đảng, hội viên Chi hội Đảng, hội chủ nhân phường Hiệp, thành phố Huế. Đã điều chỉnh vào lúc 19:40 25/6/2019 nhằm ngày 13/5 kỷ hợi tưởng thương Thọ 92 tuổi. Hôm nay ban đại ta hội cùng chính thường và gia đình tổ chức để phụ cung kỳ việc thắng để lên đường đồng chí Nguyễn Phúc. Về dự lễ phụ cung kỳ, khi trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phúc, bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí trong ban đại ta, các đồng chí trong đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận, các ban ngành đoàn thể và hội quần chúng, cán bộ đảng viên chùa Vĩnh Hội 8, cán bộ hội viên của chúng tôi chùa 8, bà con tổ dân phố, gia đình tam thiến và bà con người ngoài, bạn bè thân hữu thường tra của gia đình đồng chí Nguyễn Phúc. Xin thay mặt ban chấp hành của chúng tôi xin đọc quyết định phụ cung kỳ của tháng. Hội Quân binh thành phố Huế, Hội Quân binh phường Hiệp, số 23, Phù Hiệp, ngày 17/6/2019. Ban chấp hành Hội Quân binh phường Hiệp căn cứ hướng dẫn về tổ chức lễ tang khi có hội viên qua đời của Trung ương Hội Quân binh Việt Nam, căn cứ thông tư Lâm tỉnh số 14 ngày 1/8/2005 của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hy sinh tử trận. Căn cứ hướng dẫn số 27 ngày 20/8/2013 của Hội Cựu binh tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức lễ tang đối với cán bộ hội viên cựu chiến binh tử trận. Theo đề nghị của Chi hội 8, Hội Cựu binh phường Phù Hiệp của gia đình và nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Phúc quyết định. Điều 1, đồng chí Nguyễn Phúc Ngân, tên thường gọi Nguyễn Phúc, sinh năm 1928, nguyên quán Phù Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời đại, hội viên Chi hội 8, Hội Cựu binh phường Phù Hiệp, thành phố Huế đã tự trưng vào lúc 19:40 ngày 15/6/2019 nhằm ngày 13/5/5 kỷ hợi được phụ cung kỳ việc thắng lên linh cử. Điều 2, thời gian phụ cung kỳ bắt đầu từ sau lệnh phục đến trước khi hạ huyệt. Điều 3, đồng chí chủ tịch trường và toàn thể hội viên 18 hội của viên phương nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này thay mặt ban chấp hành chủ tịch đại lý Lê Đình Dương. Sau đây dự trình thực hiện đồng chí nhận lời phó chủ tịch hội của minh thương chỉ huy đội tư binh bắt đầu làm lễ phụ cung kỳ. Thank you.
cháu lên được cháu. Đồng chí Nguyễn Phúc sinh ngày 27 tháng 8 năm 1928, quê quán phường Phù Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đảng viên huy hiệu 75 tuổi đảng. Đồng chí Nguyễn Phúc sau một thời gian lâm bệnh đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình và con phong phú chăm sóc giúp đỡ, những vì sức khỏe tuổi cao sức yếu, đồng chí đã bệnh viện chúng ta hồi 19:40 ngày 15 tháng 6 năm 2022 tuổi. Đến dự lễ truy điệu hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Trần Song, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban lễ tang, có đồng chí Nguyễn Văn Phú, bí thư đảng ủy phường, phó ban lễ tang, có đồng chí Nguyễn Thị Hóa, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường, phó ban lễ tang, có đồng chí Lê Văn Thành Tài, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Còn có các đồng chí trong ban tang lễ, các đồng chí là trưởng ban ngành các đoàn thể của phường, các đồng chí là bí thư chi bộ, bạn bè thân hữu gần xa cùng toàn thể gia quyến của đồng chí Nguyễn Phúc. Thưa ủy quyền của đồng chí Trần Song, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch ủy ban. Kính thưa các đồng chí trong ban lễ tang, các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí trưởng ban ngành đoàn thể của phường, kính thưa gia đình thân quyến cùng bạn bè thân hữu của đồng chí Nguyễn Phúc. Đồng chí Nguyễn Phúc là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 75 tuổi đảng. Sau một thời gian lâm bệnh, đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình, bạn bè thân hữu hết lòng chăm sóc, động viên. Nhưng vì tuổi cao sức yếu nên không qua khỏi, đồng chí lại bệnh viện chúng ta vào hồi 19:40 ngày 15 tháng 6 năm 2019. Nhằm ngày 13 tháng 5 năm kỷ hợi hưởng thường thọ 92 tuổi. Giờ đây đồng chí Nguyễn Phúc đã ra đi mãi mãi, không còn gặp mặt gia đình, người thân, bạn bè, đồng chí trên cõi đời này nữa. Với lòng thương tiếc vô hạn, hôm nay chúng ta nghiêng mình lên đến trụ của đồng chí để vĩnh biệt và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Nguyễn Phúc sinh ngày 27 tháng 8 năm 1928 tại phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trú tại số 23 đường Hồ Xuân Hương, phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sinh ra và lớn lên trên quê hương đạo truyền thống cách mạng. Từ tháng 8 1945 đến tháng 5 1946 là đội viên tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung Bộ Huế. Từ tháng 6 1946 đến tháng 2 1948 là cán bộ hội hòa đi thông tin tuyên truyền tỉnh Quảng Bình. Từ tháng 3 1948 đến tháng 6 1949 là tình báo viên khu 4 ban công báo trung đoàn 18 Quảng Bình. Từ tháng 6 1949 đến tháng 9 1954 là cán bộ ban hai công báo phân khu Trị Thiên, bí thư chi bộ, đội trưởng 104 đoàn 120 Trung Lào thuộc chiến trường Lào. Từ tháng 9 1954 đến tháng 3 1956 trợ lý văn hóa sư đoàn 349 pháo binh với cấp bậc trung úy.
từ tháng 4 1956 đến tháng 6 1964 là trợ lý văn hóa quân khu 4, sư đoàn 325 tham gia chiến trường B cấp bậc thượng úy. Từ tháng 6 1964 đến tháng 5 1976 là tiểu đoàn trưởng tuyên huấn quân đoàn 3 Tây Nguyên chiến trường B3. Từ tháng 5 1976 đến tháng 9 1978 thiếu tá phó trưởng ban tuyên huấn bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Trị Thiên. Từ tháng 10 1978 đến tháng 5 1981 phó trưởng phòng tuyên truyền đảng ủy viên bí thư đảng ủy ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Trị Thiên. Từ tháng 5 1981 đến tháng 2 1992 quyền giám đốc đài truyền hình Huế, bí thư chi bộ đài truyền hình Huế. Từ năm 1992 đến nay gần 30 năm sinh sống ở tại phường Phú Hiệp, đồng chí tham gia công tác tại địa phương, là hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam, tham gia ủy viên ban chấp hành hội cựu chiến binh phường, bí thư chi bộ tổ chức phố 4, đến nay tham gia sinh hoạt tại chi bộ tổ chức phố 8. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ trường kỳ hy sinh, nhưng đồng chí vẫn một mực kiên định giữ vững tấm lòng son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và quân đội, phấn đấu đến cùng để có phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu mạnh. Ở đâu mà tổ chức Đảng phân công giao phó, đồng chí luôn luôn phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Để ghi nhận lòng trung kiên, tinh thần tận tụy và những đóng góp xuất sắc của đồng chí Nguyễn Phúc đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương các loại, trong đó một huân chương quân công hạng ba, một huân chương chiến sĩ chiến công hạng ba, một huân chương chiến thắng hạng ba, một huân chương kháng chiến hạng nhất, 6 huân chương chiến sĩ vẻ vang 1-2 và chiến sĩ giải phóng quân 1-2-3, 3 huy chương quân kỳ vẻ thắng vì sự nghiệp văn hóa thượng đứng, vì sự nghiệp văn hóa tư tưởng. Qua quá trình công tác, đồng chí còn được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố. Đặc biệt đồng chí đã nhận được huy hiệu 75 của Đảng, thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích và công lao đóng góp của đồng chí. Thưa đồng chí Nguyễn Phúc thể hiện toàn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Với 92 năm tuổi đời, 71 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Phúc đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn luôn một lòng tận tụy, kiên trung, đem hết tâm sức, ý lực, một lòng cống hiến cho sự nghiệp vì nhiệm vụ chung của Đảng, của nhân dân. Bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hết lòng với công việc, cần mẫn tận tâm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí là một cán bộ đảng viên có phong cách giản dị, gần gũi và thân tình, là người bạn, người anh, người đồng chí gương mẫu, trung thực, giàu lòng nhân ái, vị tha. Trong gia đình, đồng chí là người ông, người chồng, người cha đầy trách nhiệm, thủy chung, hết lòng mẫu mực và trong sáng. Thưa gia đình, thân quyến cùng bạn bè thân hữu của đồng chí, dù biết rằng sinh tử là quy luật cả đời, nhưng trong giờ phút từ biệt sinh ly này, làm sao thảnh khoải nỗi thương đau. Đồng chí mất đi thì Đảng bộ mất đi một cán bộ đảng viên ưu tú, gương mẫu, tiên phong trong công tác,
mất đi những ý kiến đóng góp xây dựng đảng chân thành và hiệu quả. Đồng chí mất đi thì quê hương mất đi một người con tâm huyết, gia đình họ tộc mất đi một người ông, người chồng, người cha, người bác, người chủ và người anh sớm mất gần gũi, yêu thương chăm sóc. Khi còn sống, đồng chí luôn được mọi người yêu mến, quý trọng. Khi qua đời, đồng chí để lại trong lòng mọi người niềm tiếc thương vô hạn. Trong giờ phút cao buổi này, thay mặt đảng bộ và nhân dân thành phố nói chung và phường Phú Hiệp nói riêng, chúng tôi xin gửi đến toàn thể các những đồng chí lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương mất mát to lớn không gì bù đắp được đối với gia đình đồng chí. Công nghiệp ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí để hết mình cho sự nghiệp an ninh của đồng chí, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm thắp nén hương vĩnh biệt và tiễn đưa đồng chí về cõi vĩnh hằng. Cầu mong hương hồn đồng chí được an giấc ngàn thu.
phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ hương linh tự tại tổ đường di thần đàn lệ ơ a bái nga xuống lên cho cụ lên đặt thêm một đống này. Chảy ra nước
trong nguồn nước đã chảy ra. Suối nhớ nguồn, chim nhớ non, con người cũng nhớ tổ tiên em, con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm. Nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha từng đi nắng về công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương. Khi nhọc nhằn, khi lo toan, ta điền lệ tử. Tâm cao bạch vi nguyện hiện tổ cạo hiện tổ tị hiện ba khảo đồng thủy tiết độ phong vi có phụ nguyện có quy tái hiện tổ. Yeah.
làm yên ngựa cho con. Một nắng hai mưa, gia đình cha gánh hai vai, cho mẹ cho con, cho cả cuộc đời. Con nhớ xưa cha thường đưa con đến lớp, cha dạy cho con tiên là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu những lần con ốm con đau, thương mẹ thương con nhân nghĩa là lẽ sống đời cha. Cha là vầng thái dương rọi cho con bước đường tương lai, cha là ngọn núi cao che bao vùng sương gió đời con. Cha người thầy dắt con dạy cho con tấm lòng nhân ái, cha là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi lưng cha còng mắt kém tay run, cha còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Năm tháng dài nuôi nâng đời con. Thank you.
ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa. Hey.
vòng đó là yên yên hát hát bắt biển thiên thiên biên và biển biển hàng hà xa số chia địa thang bên đi tiếng chỉ vang bạc đô la quang thoại các hàng vũ chú tư giáo đời tư chí kêu hát kêu răng dân
kể mình thương nên mình cụ ông nguyện phúc ân ân. 92 năm sinh ra giữa cuộc đời này cho đến khi nhậm năm, và chỉ còn vòn hẹn đêm nay thương lên lúc lại thì mấy ông gia đình. Để rồi mai đây tất cả bà con người ngoài có cầu xa gần trình hiện đưa lên về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ này ông dân ai hạ trong kẻ ở người đi đã quốc đấy còn thương lên lúc làm sao đặng gọi bàn hoàng xót xa. Thì nghĩ đến giờ phút ra đi mà không bao giờ trở lại, đó là tâm lý thường tình của chúng ta, và đó là nỗi khổ lớn nhất mà tất cả chúng ta ai ai sinh ra giữa cuộc đời này nào ai rảnh khoai. Giải thoát của hương linh thương lắm ngủ ấm nguyện phúc ân ân. Đất Phật dạy và mẫu sở thiện trái thì hư vọng, nghĩa là cái gì có hình có tướng, cái đó đều giả dối hư vọng vô thường. Nhìn xa xa những dãy đường sơn rùng rùng điệp điệp, người không hiểu thì cho dãy đường sơn đó không bao giờ thấy đổi. Nào ngờ đâu mưa lụi gió ngàn, và nhà bạc ngát mênh mông. Tuy điểm có khi đêm lúc xuống, dòng sông kia có lúc được lục trong, mà quả đất chúng ta đang sống cùng có bên này lỡ bên kia bồi. Mà có mấy hoa lạ vật nằm đầy như bốn mùa xuống hà thu đông. Hương lên cứ bệnh tâm sẽ kỳ, tất cả chúng ta ai ai mở mắt chào đời bằng những tiếng khóc. Bởi 92 năm hướng đến là một bản hướng sản xuất, và hướng lần đến tổ tiên, và hướng lên cũng ao ước rằng cái nơi tổ đường và nơi thờ phụng ông bà cha mẹ luôn luôn được quan rạng, và mong ước rằng con cháu sẽ sau này sẽ tiếp tục nói gương ông để tạo dựng một cơ hội thờ phụng được trang nghiêm và coi đặt hướng nghĩa vụ. Tất cả quý vị đang đột nén hương lòng và những lời cầu nguyện, quý vị mất mặt một cái gì cũng có cơ hội tạo nhận ra, mất mặt một cái gì rồi cũng có cơ hội tìm lại được. Nhân sự mất mặt hôm nay thì suốt cả cuộc đời quý vị không bao giờ tìm lại. Người chồng, người cha, người ông mẫu mình đã mấy ngày đêm đôi qua với điểm bảo đảm ơn sinh thành dưỡng dục đối với người con. Hôm nay đến cuối cùng, quý vị tập trung trang nghiêm thanh tịnh, quý vị đang cảnh hầu bên di dạng, bên bạc nhang, và quỳ quan quan tài để được nhớ người thân thương quý vị thời xa khỏi mãi bẩn gia đình. Và bằng vòng đó đây bên mai quý vị còn nhớ người xưa nói, mũi ba năm mũi đương đỏ mặt, gần chín tháng gần vẫn còn cây, không cha nghĩa mẹ có dày, nhọc nhằn chẳng còn suốt đời vì ta. Làm con ta phải xót xa, đã đền nghĩa nặng như là trời cao, đội ơn chín chữ thù lao, cần lao kề mấy non cao cho người thiên cha mẹ là tình âu yếm, là nét điều hiền, là hướng hy sinh cao cả. Các bậc làm cha làm mẹ mỏi mòn sân con, tận tùy máu lúc dài dần vừa nắng, lo cho con từ khi mới rộng rộng cho đến
lo cho con có chỗ học hành, lo cho con đức rộng rời cao, kể đến lo nghiệp tình vợ và chồng cho con thiên hạ. Bởi mẹ định định lao đau như thế mà cách mà người thân sớm bị gắn nhau, tâm trí người thân sớm bị héo mòn. Đến ngày con cũng lớn thì cha mẹ ước dần về sẽ mong của cuộc đời, khi nhìn cảnh sắc xuân đoàn viên của con cháu thì thảm ôi, bao nhiêu tình trường sống và nhận hết cho con. Để thế lại mưa xa cây ngà nhỏ thổi mây trôi, hình bóng người đã hiện yếm kính đây không còn nữa. Nhà kết sống dưới, bà con ngồi ngoài, thân bằng miếng thuộc, kể từ đây vẫn còn tiếng nói thân thương. Tiếng nói đó đã ra đi và ra đi mãi mãi hướng lên thân phụ, sớm được giải thoát của trường thừa công đức chiếu huy đền đồ. Và hướng lên thân phụ đang ngồi trên cao, ngõ xuống những đàn con dài, và mong rằng anh em toàn thể trong gia đình thương yêu đừng bỏ giúp đỡ lẫn nhau thì người nhà mới yên lòng như chín suối. Lấy như Phật bài thế, vậy người nhà thân yêu của quý vị đã lìa xa khỏi quả giám gia đình, và còn người mẹ già vẫn đang trong đống đời các con, và mong rằng các con giúp đỡ và nuôi dưỡng cùng thờ cha mẹ, đó là khéo thờ Phật. Hướng lên Tam Bảo và hướng lên sẽ luôn luôn phù hộ đồ trì cho toàn thể quý vị tai qua nạn quái tật bệnh tiêu trừ, con cháu được học hành thi cử đồ đạc, làm ăn đắc lộc đắc tài và tai qua nạn quái tật bệnh tiêu trừ. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát, khởi tâm điện đề ni ma Amen.
Thank you.
hai anh đi coi như là con đi chăm chăm đừng để tôi vơi con thôi. Bắt ra lọt xuống là eo vô, ai bắt eo, ai trục xuống là eo vô thôi, eo cho con này, eo cho con này. Thôi, đừng. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con. Trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con. Cha tôi nhìn tôi dại khờ, cha ơi từng ngày mất cha con dại khờ giống như trẻ thơ, con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt, khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi
cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con
ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới tình cha. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con.
Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nhân. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Nó tự thế mà đàng hoàng, là hù là con, nó đông con nơi mới chặt đó, là hù là con, nhớ là hù là con, là hù là con. Ôi ngày mà kể từ ngày, là hù là con, cháu không đáng ăn nhớ đáng nổi đó, là hù là con, cháu không đáng nổi nhớ đáng cười, là hù là con, nhớ bồng đâu đây ngon giỏ đó, là hù là con, cháu uống đồ dày mà xuống đâu, là hù là con, cho bà con đây cô bạc đó, là hù là con, cho con không con cháu cháu đó, là hù là con, cho dù xa cho ở gần, là hù là con, người thuộc nam, là hù là con, cho thuộc tây được cụm đủ, là hù là con, cho bạch đau khổ đây cụm mà có đó, là hù là con, cho sấm nhúng mà thiệt sấm nhúng đó, là hù là con, cho tầm đào cho con cũng mua, là hù là con, cho thuộc mình bình hương, là hù là con, cho không phải cần về một lệ, là hù là con, nhớ ra đi rồi mù biệt mù, là hù là con, nhớ trời cao rồi nước đục, là hù là con, nhớ trăng lừng lơ để khổ soi đó, là hù là con, nhớ giữ âm phù mà chẹp vắng thơ đó, là hù là con, nhớ dương gian mà là tàm, là hù là con, nhớ bời năm hàng nơi thẳng xuôi đó, là hù là con, nhớ uống về đàn rồi một lệ, là hù là con, nhớ đã đi rồi mình một mình, là hù là con, nhớ ôi nhà mà trở về nhà, là hù là con, nhớ con bắt mặt rồi ngõ chân đó, là hù là con, nhớ cháu bắt mặt rồi ngõ chân, là hù là con, nhớ thấy thiên rồi thấy hà đó, là hù là con, nhớ rửa ốm mình đâu phải đi đâu, là hù là con, nhớ ốm đi mô rồi hời đi mô đó, là hù là con, nhớ đi thiệt mà có xa đó, là hù là con, nhớ xa cửa rồi vắng nhà, là hù là con, nhớ ốm bộ đàn rồi cháu dài, là hù là con, nhớ ốm ra đi cho răng gần, là hù là con, nhớ bỏ cửa nhà rồi hiu quẩn đó, là hù là con, nhớ bận chỗ ăn rồi chỗ ngủ, là hù là con, nhớ ai dắt dù cha chậu với con đó, là hù là con, nhớ là hù là con, là hù là con. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương.
con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn? Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời.